Bà Lãnh và gần 50 người nghèo ở đảo Bé đến trạm kiểm soát biên phòng An Bình để đi chợ miễn phí. Ngoài nhận được những mặt hàng thiết yếu như gạo, mắm, mì tôm, bà con nhận thêm các loại rau củ quả. Với bà Lãnh và nhiều người dân khác, rau xanh là mặt hàng rất cần thiết vì trên đảo luôn khan hiếm mỗi khi vào mùa nắng hạn. Cho thì cái nào cũng quý mà, nhưng là giờ thì đi cái rau là ở bên Đố Bé này, là ông Bình này là trồng không có được, là không có rau ăn. Thì bây giờ ở bên Đố Láng là hải ưng ăn, là phía gái bên Đố Láng qua biết có, còn bữa nay là cho rau xanh là quý nhất ở trong cái bữa này. Người nghèo được đi chợ không đồng. 100 em thiếu nhi ở đảo Bé được ăn bữa ăn không đồng. Các em không chỉ ăn bữa cơm có đủ dưỡng chất mà còn được những người thực hiện chương trình thiện nguyện tặng quà và hướng dẫn các trò chơi vui tươi bổ ích. Con đến đây để được chơi các trò chơi do cô chú để bà ra. Được con đã được ăn một bữa ăn rất ngon và bổ. Con rất cảm ơn các cô chú. Đảo Bé còn có tên gọi là Cù Lao Bờ Bãi. Đời sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn. Mang yêu thương đến với người dân đảo, các đơn vị phối hợp đã quyên góp kinh phí mua nhu yếu phẩm hỗ trợ cho nhân dân của một đồng công một lượng. Để dân hàng không đồng đến với người dân đảo Bé, các tình nguyện viên phải vượt gần 15 hải lý, trung chuyển hàng hóa qua nhiều phương tiện. Chương trình này thì thực sự đã làm một cái niềm động lực cũng như là sự chia sẻ, sự cảm thông của đơn vị phối hợp với các đơn vị thiện nguyện. Qua đó thì góp phần giúp cho cuộc sống của bà con nhân dân ngày càng thêm ổn định phát triển. Điều kiện ở nơi đây là thời tiết vô cùng khắc nghiệt, vì thế mà để trồng rau xanh là rất là khó đối với người dân. Đó là lý do mà thôi thúc chúng tôi để mở một cái gian hàng không đồng, gian hàng rau sạch trên Đổ Bé hôm nay. Gian hàng không đồng, bữa ăn không đồng. Mô hình ý nghĩa nhân văn góp phần lan rộng những giá trị tốt đẹp đến tất cả mọi người, đặc biệt là với người nghèo, trẻ em ở đảo Bé, huyện Lý Sơn.